Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Nãy đêm hôm á, nên mình ghé vô cái nhà bỏ hoang này, dừng chân cái cho nó qua đêm ha. Giờ thì tiếp tục lên đường thôi. Mình đang trên đường về sau chuyến khám phá đi kiếm thêm trứng của Night Fury á, nhưng mà vẫn không có thêm trứng, khá là tiếc. Ôi, nhưng mà khoan. Ôi sao nhà của pháp sư trái đất này bị hư hết trơn rồi, tội nghiệp vậy. Ôi ơi, có cái nhà không biết ai phá nữa. Để coi bán gì nào. Bán sách. Ồ, mấy cái này thì mình không có cần nên không có mua giúp được. Không thôi cũng mua ủng hộ để có tiền sửa lại cái nhà nè. Có cái nhà không mà bị nứt hết trơn rồi. Khổ thật sự. Rồi giờ thì chắc mình sẽ cưỡi rồng và tiếp tục trở về nhà thôi. Nay chắc mình sẽ quay trở lại mình cưỡi rồng red đi ha. Giờ thì mình mới biết là rồng red kiểu như là một loài rồng lai tạo giữa rồng và khủng long đó nha. Biết sao mình biết không? Vì mình nhìn cái tên nè. Em này tên thường gọi là red đúng không? Nhưng mà tên thiệt là dinosaur, mà dinosaur là khủng long chứ gì nữa. Trời ơi, giờ mới biết đây là rồng khủng long luôn á. Oh no. Sao đâu có anh không lộ đây vậy? Ôi, con gà chơi đồ nữa. Mèn đất ơi. Về cũng không yên nữa. Đây là làng của mấy NPC. Đây là mấy em chiên lượm đồ nha. Nên mình phải cẩn thận mới được. Hình như NPC mình có thể bắt bằng cái bình thì phải. Nè. Mình có thể làm mấy cái bình này nè. Để mình bắt NPC ha. Mình không có gỗ. Để mình lấy gỗ một cái. Hợp lý. Này mình sẽ bắt thêm mấy NPC này về nhà. Chưng cho đẹp ha. Mấy em này để trong cái bình này nhìn đẹp lắm. Đó, mình làm được 3 cái luôn. Nhưng mà phải cẩn thận. Ui, vừa nói cẩn thận là có con kia nó tấn công mình nè. Để mình qua mình xử lý con gà chơi đồ này cái đó. Ấy da. Nó đánh mình đau quá. Khốn kiếp thiệt. Dám láo tét nè. Định bắt PC thôi mà cũng bị cà khịa nữa. Rồi. Giờ thì mình sẽ vô làng và lựa ra 3 PC ngẫu nhiên á. Đây, PC màu xanh nè. Bắt một em. Đó, quá đã. Tới màu hồng nè. 2 em. Màu tím á, bắt lại cái nè. Đó, vậy là chúng ta có 3 cái bình chứa 3 PC bên trong rồi. Mình sẽ lấy mấy cái nhà của PC luôn á. Rồi, xong. Quá đã luôn. Có chiến lợi phẩm rồi. Giờ chắc về thôi. Red ơi, đi thôi nào. Ở đây một hồi gà chơi đồ nó biết được là qua nó cho mình xây sẵn mặt mày nữa đấy. Bây giờ mặc dù mình mạnh thì có mạnh thiệt đó, nhưng mà gặp con gà chơi đồ nó vẫn rất là ngán á. Dừng khoảng chừng là 2 giây. Ui, trước mặt mình là lò rồng gì? Gì cái đuôi dài ngoằng vậy? Oh my god. Kìa. Ôi. Rồng gì mà đuôi dài chứ hả? Rồi mình coi tên gì. Rồng này có tên là Scream Dead á. Screaming Dead. Oh. Vậy thì nhiều khả năng đây là hang của rồng Screaming Dead nè. Ủa sao giống cái này giống như một cái hang động hơn là cái tổ rồng ấy. Ồ, cái này giống rất giống một cái hang động bình thường thôi, có khoáng sản đồ các thứ này. Ê, không bình thường đâu, ở dưới này có một con Screaming Dead đang canh trứng hay sao này. Nó ngủ rồi. Kìa trứng Screaming Dead kìa. À, ngủ hả? Mình chọn bơm mồ trước để cho Screaming Dead không phát hiện ra mình. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ hốt cái trứng Screaming Dead luôn. Tiếp tục. Ở chỗ bơm mù nha, không thôi phát hiện mình là mệt đấy. Hôm nay có kim cương các thứ luôn nè. Wow, tổ rồng mà giàu dữ vậy. Đã nha. Có thì xin luôn. Có ít kim cương mang về làm chiến lợi phẩm. Rồng thức rồi.
Ui, nó canh gì sao dám đi ra đây? Oh no, oh no. Chọn bông mù nó trước đi. Mù lò nè. Mù lò nè. Sao mà đỡ được? Đu dây chuồn thôi. Phải chọn bông mù liên tục nha. Rồng Screaming Dead rất là mạnh ấy, không có đùa được. Bông mù tiếp. Chuồn lẹ. Bye bye. Cảm ơn vì quả trứng nha. Ngủ đi. Hên quá. Sợ thiệt sự luôn á. Chỉ sợ lúc lấy trứng rồng rồi bị rồng phát hiện thôi. May thế. Vậy là chuyến đi này, trên đường về chúng ta còn có thêm cả trứng rồng nữa. Quá tuyệt vời luôn. Còn giờ thì chắc đi về thiệt á. Hy vọng trên đường về chúng ta lại tiếp tục may mắn và gặp thêm nhiều cái chỗ trứng rồng khác nữa ha. Kìa, Screaming Dead kìa. Nghe cái tên thôi là thấy sợ rồi đó. Nhưng mà thôi, né đi. Tốt nhất là nên né đi ha. Áp sát lỡ lớn nhớ nó bắn phát chết mình cả. Cả mình và em rồng thì toang ấy. Có rường. Ghé qua cái em rồng ơi. Giờ để mình ủ tiêu con xương này cái đã. Rồi. Giờ thì quẩy thôi. Ôi trời ơi, cái đĩa sấm sét kìa. Một đĩa sấm sét là kết liễu được hai pháp sư liền. Ui mà pháp sư gì mà chơi chọi thuốc độc ghê quá. Chọn phát rồng mình còn có một trái tim gửi thôi. Ôi mày chuối thiệt. Và cho mình một cái nhẫn nữa. Cái này thì cho cái phép băng sẽ mạnh hơn 30% khi mà ở cái vùng băng ha. Một quyển sách cấp Apprentice. Ok. Bữa nay thầy có thể up được tới 2 trứng rồng lận ha. Không biết là trứng Screaming Dead này up bằng máy up trứng rồng nào ta. À, máy up trứng rồng chạy bằng nhôm nham. Được. Up luôn. Bên đây thì trứng rồng Nightlight của mình đã up xong luôn rồi nè. Quá là tuyệt vời. Được. Để giờ mình chăm thêm nhôm nham để up trứng Screaming Dead cái đã. Rồi. Trước khi mình cho Nightlight ra thì để mình cho những cái PC ra đất trước ha. Cái này thì mình không được thả ra đâu, mình chỉ đặt xuống dưới đất thôi. Kiểu như để trong nhà mình cho đẹp nè. 1 PC, 2 PC, 3 PC luôn. Rồi đây là những cái nhà của PC nè. Đặt ở đâu vậy ta? Nhà đặt ở đâu nhờ? Đó, nhà đặt đây đi. Rồi xong rồi đó nha. Nhìn cũng đẹp hết đó chứ. Có hiệu ứng các thứ nè. Hello mình nữa. Thôi đừng có dụ tôi. Dụ để kêu tôi thả ra rồi lụm đồ tôi về. Đâu có được. Đừng để sự dễ thương của mấy PC đánh lừa nha. Chuyên gia lụm đồ đấy. Mình bị lụm nhiều lắm rồi. Nên mình có kinh nghiệm ấy. Không có dễ dụ đâu. Giờ thì mình sẽ cho Nightlight ra ngoài ha. Đây, Nightlight. Rồi. Nightlight baby này. Cánh thì chưa có được dài cho lắm á. Đuôi cũng chưa có phần gai nhọn các thứ nè. Nhìn cũng khá là dễ thương á. Được. Dễ thương thì mình sẽ cho ăn luôn. Mình sẽ cho lên cấp 40 trước đi ha. Để coi lên 40 mình có thể cưỡi được chưa. Nếu được thì mình sẽ kiểu như là dẫn đi khám phá trong bữa nay luôn. Ôi coi tướng ẻm ăn kìa. Đã thiệt á. Rồi. Ủa sao lên cấp 25 mà cũng không có thay đổi gì rõ rệt nha. Mình thấy cũng vậy á. À có nè. Bắt đầu sừng các thứ là mọc nhọn hơn rồi đó. Wow, em này có vẻ mình có thể cưỡi sớm được rồi đó nha. Rồi hết sự dễ thương của lúc nhỏ rồi. Giờ chuyển sang có cái nét rất là hung dữ ha. Nhìn rất là ghê luôn á. Rồi thôi ăn đi. Ăn cho nết mấy phần ăn nha. Sao mới cấp 41 thôi mà đã được 30 máu rồi. Wow, và cưỡi được luôn rồi ha. Wow. Em này thì cánh thì không có quá bự đâu. Nhưng mà mình nghĩ sẽ khá là mạnh đấy. Wow. Cái đòn đánh bự chưa cơ. Đấy, được đấy.
Quên mất, mình còn em rồng Hydra hôm qua mình chế tạo ra xong, vẫn chưa có cho lớn ra nè. Vẫn mới cấp 1 thôi. Nên thành thử ra mình phải cho Nightlight, ủa gì, cho Hydra lớn luôn á. Nhỏ như vậy thì sao mà được. Đây, đầu tiên mình sẽ chia đồ ăn ra trước cái đó. Đây, cho Hydra ăn nha. Màu lớn dẫn đi khám phá nè. Đấy, lớn được hơn được một xíu rồi. Nhưng mà có vẻ là Hydra chắc cần phải cấp cao lắm luôn á mới cưỡi được. Hiện tại thì cấp 27 rồi mà rất là bé luôn. Mình sẽ thử cho lên 50 trước coi. 50 mà vẫn còn rất là bé này. Ơ nhưng mà cưỡi được rồi. Wow. Nhìn bé tẹo nhưng mà cho cưỡi sớm á. Đã chưa kìa. Đây được cưỡi hay ra đi khám phá rồi. Wow. Bay ngang Storm Falcon luôn. Quá đã, vậy là bữa nay nếu như một xíu mình up thành công Screaming Dead nữa là mình có tới 3 em rồng mới để cưỡi rồi. Quá tuyệt vời. Rồi, mình sẽ tạm thời để Nightlight vô trong rương rồng của mình. Đấy. Rồi, giờ thì lên trên kiểm tra Screaming Dead up tới đâu rồi ha. Up xong đi. Ui, chưa xong. Lâu đấy. Trong lúc chờ đợi Screaming Dead up xong thì mình sẽ test phép. Bữa nay có rất là nhiều phép luôn á, gom gom trong vài chuyến khám phá cũng được mớ sách phép nè. Trong đó có hẳn một phép cấp Master nha. Quá tuyệt vời. Thôi mình sẽ gom ra mình test một thể luôn. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 5 quyển. Một lần thì test được có 5 quyển thôi. Đó. Master, phép Master đâu ta? Đây, Master là phép này đúng không? Rồi. Ra test thôi. Liệu rằng phép Master trong ngày hôm nay là một phép có giúp mình tấn công hay là phép búp sức mạnh cho mình? Bây giờ thì mình nghĩ mình nên có những cái phép búp sức mạnh á thì sẽ tốt hơn á. Rồi mình sẽ... Ôi, đâu phải phép này. Trời ơi, cái gì mà chọi bông lửa vô người mình vậy? Mình lấy phép kháng lửa coi. Ghê quá à, test gì đâu mà nó chọi nguyên trái bông lửa vô đầu mình luôn. A few moments later. Phép này mình test không được, cay quá à. Ui. Ủa cái gì á? What the hell? Sao? À mấy con quỷ lửa này. Trời ơi. Ui dập lửa lẹ không hồi. Nó lan qua cái nhà mình là xong luôn ấy. Kìa nó lan lên rồi. Ui. Block. Dập lửa cháy nhà. No. Cháy. Ui còn cháy kìa. Ui. Trời đất ơi, test phép một hồi. Suýt nữa thì đi luôn cái nhà rồi. Đúng là nghịch với lửa có ngày là cháy nhà mà. Nguy hiểm thiệt. Ôi cái phép này nguy hiểm quá, không test nữa đâu. Test phép khác đi. À phép khác là một phép tấn công bên hệ sấm sét. Nó có tên là Lightning Web. Mình sẽ bắn ra một chùm tia sấm sét cực mạnh về phía trước ha. Ủa mấy phép Master luôn hả? Tốn 15 mana trên 1 giây. Wow. Không biết sát thương như thế nào nữa, một xíu gặp quái mới test được. Nhưng mà nhìn có vẻ khá là quy lực ha. Được đó. Tiếp tục. Đây là một phép dẫn sức khá là lâu nè, không biết công dụng của nó là gì đây. Công dụng nó đâu? Ơ cả. Mà sao mình gồng đâu cả một cả phút á mà nó không có làm gì chân vậy? Ý? Là sao? Ơ kìa. Phép này gồng đúng lâu luôn á. Thời gian niệm phép đâu mất cỡ 3-4 giây ấy. Nhưng mà mình niệm phép xong thì mình không có dùng được là sao? Phải có mục tiêu à? Đây mình sẽ thử dùng lên bò thử coi. Ôi, đây là phép nguyền rủa nha. Có tên là Seal of Confusion.
mình sẽ nguyền rủa kẻ địch với cái phép thuật này. Khi mà kẻ địch bị nguyền rủa thì sẽ bị nôn mửa nè, mấy con zombie thì sẽ làm chậm, cũng như là mù lò. À, nhưng mà cái này nguyền rủa lâu quá à. Ví dụ con bò đang bị nguyền rủa nên thôi, mình sẽ giúp nó giả lời nguyền bằng cách dùng nó thêm một lần nữa lên người ha. Đó, là mình đã giả lời nguyền rồi. Ủa sao nó vẫn còn hiệu ứng ta? Kỳ vậy. Không biết mình giải lời nguyền rồi đó nghe. Để không thôi, mang tiếng là đi nguyền rủa con bò thì kỳ lắm. Rồi tiếp tục test phép nào. Ồ, thêm một phép tấn công nữa nè. Phép này có tên là Lightning Ray. Mình thấy cái phép Lightning Ray này nó giống như là phiên bản yếu hơn của Lightning Web vậy á. Đây mình sẽ test thử lên cái con Tron này coi. Wow, phép này nó có thể vượt qua mấy con khác nha. Ghê đấy. Cái này nó có thể vượt điện được nhiều mục tiêu luôn. Xịn 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 xịn. Rồi, còn một phép. Hai phép chứ. À, phép này là phép bơm độc luôn. Ok. Ui, mạnh vậy. Mình không nghĩ là bơm độc, bơm độc lại mạnh như vậy luôn. Ui, bơm độc mạnh thiệt sự. À, và được cái là mình chọi thì mình sẽ không có bị dính độc ha. Tốt, tốt, tốt. Gì cũng đỡ, gì cũng đỡ. Còn cái phép này thì mình không nên test đâu. Tại vì mình test á là hồi nãy xém nữa là cháy nhà rồi. Phép này có vẻ khá là xui xẻo. Không test nữa. Màn 2 cánh 1, màn 2 cánh 1. Để test tiếp thôi. À, phép này hồi nãy không nên dùng. Đây, bắt đầu từ phép này. White cut. Công dụng của nó là gì đây? Tức là sao? Trời ơi, vậy luôn. Phép này có công dụng là đi dọn cỏ các bạn ơi. Phép này là phép đi dọn cỏ. Trời đất ơi, không tấn công được mục tiêu, chỉ có thể dọn cỏ thôi. Vậy luôn. Trời phạt. Rồi, hiểu 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 hiểu. Phép này là đi dọn cỏ mướn á. Rồi. À, và phép tiếp theo nữa là phép có tên là Lightning Skill. Mình sẽ đặt ra một cái bẫy sấm sét ở dưới mặt đất giống như vậy. Khi mà cái địch chạm thì chắc là sẽ bị giật điện á. Ok, cũng hay. Dùng để đặt bẫy vòng vòng nhà, bảo vệ nhà cũng rất là tốt á. Đây, kiểu kiểu vậy ha. Wow, được đấy, được đấy. Và phép cuối cùng nào. Coi coi. Và phép cuối cùng là phép. Ui, lại là cái phép này. Cay thế nhờ, không biết phép này có công dụng gì ta. Mình tò mò thiệt. Mình sẽ lấy cái cuốn sách đó ra. Với một cuốn sách để mình học luôn á. Coi thử coi. Nó có tên là Pocket Fnay. Mình sẽ nung 5 cái vật phẩm trong cái kho đồ của mình. À, vậy là mình sẽ cần phải lấy vật phẩm cần nung để trong kho đồ. À, nấu thịt thì được. Ồ, vậy là nó nấu thịt được nhưng mà nó không cho nấu đá ha. Hiểu vấn đề, hiểu vấn đề luôn. Có thịt ăn luôn. Thịt nấu bằng phép thuật đó. Ảo thật đấy. Trời đất ơi. Rồi, giờ thì mình sẽ lấy trứng đồng thôi. Hồi nãy giờ test phép lâu lắm rồi đó. Vẫn chưa xong. Người nhà quê thiệt sự. Hết nhung nham lấy gì mà trứng đồng ấp được. Bảo sao nãy giờ trứng ấp nó lâu à. Hết nhung nham mình không chịu chăm mà mình đồi ấp xong. Bó tay mình thiệt. Thôi giờ thì phát hiện ra cái sự sai sót rồi. Chăm nhung nham thêm và đợi một tí tẹo ha. Phải vậy chứ. Rồi xong rồi nè. Giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị chào đón một em Streaming Dead đầu tiên về đội của mình nha. Nhưng mà rồng này nhìn rất là đáng sợ luôn á. Nhìn cứ bị ghê ghê ấy. Streaming Dead. Rồi. Úi. Úi sao còn nhỏ nhìn dễ thương ơi. Còn nhỏ nhìn dễ thương. Nhưng mà lớn lên nhìn thấy ghê quá à. Còn nhỏ nhìn đúng dễ thương luôn. Ok,
Mình sẽ chia đồ ăn cho ăn nè. Đồ ăn thì mình còn một ít. Rồi ăn đây. Ui. Mà rất là mau lớn nha. Coi coi. Tăng trưởng kích thước hơi bị ghê luôn á. Ui mới cấp 17 thôi mà bự hơn mình rồi. Nè chuẩn bị là lên cấp 25 là nhìn hết dễ thương nè. Wow còn cái miệng của em kìa. Nhét mình vô cũng vừa ấy. Bự khủng khiếp. Đấy. Lên cấp 25 một phát. Từ dễ thương chuyển sang thiên... cực kỳ ghê rợn luôn. Ui con hàm găng kìa. Yêu gai không. Thôi ăn đi. Mặc dù em này có ngoại hình hơi ghê rợn nhưng mà dù sao cũng là trứng rồng mà mình ấp được mà. Nên mình sẽ không có xa lánh hay gì đâu. Rồi. Sướng nha, cấp 40 rồi nha. Cưỡi thử coi. Wow, em này cưỡi thì mình ngồi ở chỗ hơi bị cao luôn á. Ui rồi. Suýt nữa là bay quá tốc độ đâm vô cái tổ rồng trước mặt thôi. Trước mặt mình là một lồ rồng rất là mạnh luôn. Rồng đó có tên là Eternal ha. Kìa nó nhà nó giữ trứng rồi sao mà lụm đây. Hay là đợi xíu đi. Mình và Hyra sẽ ngồi đợi xíu coi coi nó có đi kiếm ăn hay không á. Nhẫn nại nhẫn nại. Đi kiếm ăn đi. Núp 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 núp. Kẻo nó phát hiện là mệt đấy. Wow wow wow, coi sải cánh nó đẹp chưa. Đi kiếm ăn đi. Trời ơi nó nó khôn quá. Một con đi kiếm ăn, một con ở nhà giữ trứng á. Nice. Chết tiệt mà. Giờ có cách nào không ta. Ừ mình có phép đóng băng mà. Đúng 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 đúng. Mình sẽ cưỡi rồng qua đó. Có gì đóng băng nó liền ha. Mình nghĩ mình đóng băng nhanh thì chắc nó không làm gì được mình đâu. Quay lại đây Hyra. Lại đây chúng ta lên đó luôn. Làm liều luôn. Liều ăn nhiều. Còn không đi. Còn không thì thôi chùn. Làm liều đi ha. Ê nó đi rồi. Hay quá. Canh canh đúng lúc mà nó đi rồi. Vậy thì đỡ nguy hiểm hơn. Nó qua bên bển. Nó solo với rồng hoang dã hay sao vậy. Mình thấy kế bên còn có con rồng hoang dã đó kìa. Eo nguy hiểm nha. Nó về nó về nó về. Chuồn 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 em ơi. Chuồn 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 chuồn. Lé 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 lé. Lé 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 chơi. Ui. Rồi. Ê liêu liêu lấy cái trứng rồi nghe. Bye bye. Thành công. Quá đã luôn. Bữa nay mình và Hyra lại có thêm một cái chiến tích rồi. Thành công lấy được trứng rồng Eternal. Vậy là bữa nay lại có thêm trứng rồng mới nữa. Như vậy thì trong tương lai bộ sưu tập rồng của mình á sẽ sớm đầy đủ thôi. Hiện tại thì mình đang truy tìm những cái quả trứng rồng cuối cùng ha. Cố lên cố lên. Nếu mà cứ may mắn như vậy thì chắc vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ sở hữu tất cả các trứng rồng của thế giới pháp sư luyện rồng rồi. Háo hức quá háo hức quá. Bây giờ mình sẽ test sức mạnh của phép thuật master mình mới học trong ngày hôm nay. Đó chính là Lightning Web. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải kháng lửa cái. Rồi Lightning Web nè. Ui ui. Ui nó đánh đau vậy. Ui con này đánh đau quá nha. Hồi phục lại cái đó. Giật điện nữa nè. Uầy. Giật điện muốn không thốn nó luôn á. Wow con rồng này mạnh thiệt. Hơi bị khỏe đấy. Mình sẽ kháng lửa tiếp, kháng lửa tiếp. Hết kháng lửa rồi. Mình phải kháng lửa nha, không thôi là mình rất là dễ bị nó đánh gục đấy. Cố lên, nó còn có 1/3 cái máu thôi. Kết thúc luôn nè. Có vẻ phép Lightning Web này cũng tương đối mạnh. Nhưng mà vấn đề ở đây á là nó sẽ không có gây được kiểu như sát thương lập tức liền á. Kiểu như mình chỉ cần buông ra là nó sẽ phải dẫn sức lại thì mới có thể tấn công tiếp. Wow, đó cũng là một cái nhược điểm đó nha. Nên phải lưu ý khi mà dùng phép này mới được. Rồi giờ thì hốt vảy rồng thôi. Nó cho mình 30 vảy rồng.
Ủa nhưng mà sao con rồng này nó kiểu nó bị mạnh mạnh kiểu gì á, nó quýnh mình quá trời luôn. Rồi có thêm một cái rương nữa, hy vọng lần này sẽ cho mình đồ nâng cấp nha. Còn một thanh niên pháp sư đâu? Núp à? Núp sao sao cái chỗ kìa? Núp hả? Này thì núp núp nè. Rồi coi coi có gì. Ồ, anh mộc mát. Gình gình cái gì? Đứng đó gình gình cái gì? Gình gình hả? Gông, tấn công đi em. Gình gình hả? Bữa nay mình sẽ đi cà khịa anh mộc mát luôn. Thốn chưa, thốn chưa. Nai lai đấy, đừng đùa. Rồng nai lai đấy. Wow, quả cầu đúng bự luôn. Thêm một hit nữa. Ủa nhưng mà tấn công không có ăn thua gì anh mộc mát nữa hết. Thôi xin lỗi nha, tôi chỉ test sức mạnh thôi. Anh Châu mà, như đó nhầm nhò gì vậy anh. Đi tiếp, đi tiếp. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Ok. Tìm mãi mà chả thấy trứng Night Fury đâu. Rồi, thêm một cái kim tự tháp nè. Hồi nãy thì kim tự tháp cho mình sách Master á nha. Biết đâu lần này lại cho sách Master nữa thì sao. Mình phải tin vào nhân phẩm của mình. Ủa. Ôi. Lần này là 7 nhung nham. Oh my god. Không sao, mình có kháng lửa. Không sợ, không sợ, không sợ. Rút rương nào. Master thiệt. Đây là phép có tên là Frown of Vitality. Một cộng long, một trái táo vàng. Bên đây còn rương nữa nè. Mở luôn. Một quyển sách Thunderbolt, một cái rương vàng. Thế rồi. Và mình cũng có biết thêm được một cái chức năng của cái vật phẩm tên là Orb of Radiant Light này nè. Nhưng mà hồi nãy mình ấn nhầm á, cái nó kích hoạt rồi. Để một xíu nó hồi đi, mình sẽ kích hoạt lại một lần nữa ha. Đại khái khi mà mình kích hoạt cái Orb of Radiant Light này, nó sẽ cho mình thêm kháng cự nè, cũng như là một lượng trái tim nhỏ á, giúp mình có thể hấp thụ được sát thương á. Khá là tốt luôn. Giờ thì chắc mình sẽ cởi rồng và tiếp tục đi thôi. Hy vọng là trước mặt mình sẽ là một cái công trình gì đó để mình có thể kiếm thêm vật phẩm á. Ui, mới nói luôn. Đồ xịn của mình nằm trong đây chứ đâu. Mình nghĩ vậy. Rồi vô. Ôi ôi, nó đóng băng mình ơi. Chơi kỳ cục vậy. À, chặn tường băng hả? Chặn tường băng hả? Sao mà đỡ được với phép giật điện của mình. Chặn thì chặn, mà giật là giật thôi. Tiếp theo thì nó lại cho mình một cái vật phẩm nữa, có tên là Archivist A-Glass. Một cái mắt kính ha. Mắt kính này thì sẽ cho mình những cuốn sách phép mà mình tìm được trong rương, thì nó sẽ nhiều khả năng là nó mình chưa học được ha. À, hiểu. Vậy cũng đỡ. Đỡ cái vụ mà mình học phép trùng ấy. Hợp lý á nha. Đeo vô luôn mắt kính. Mắt kính đeo đâu vậy? Đeo đây à? Để mình test lại cái Orb of Radiant Light ha. Khi mình kích hoạt lên. Đấy. Nó sẽ cho mình một lượng trái tim hấp thụ kìa. Khá là hay ha. Hơi bị xịn luôn. Nhưng mà kích hoạt xong nó hồi rất là lâu á. Nên thôi. Cắt luôn. Đeo cái kia vô để mình tìm sách phép cho nó dễ ra sách mới hơn á. Em trứng rồng. Ui nhưng mà loài rồng này thì nó rất là hung dữ luôn. Nên mình phải tốt nhất là cho rồng của mình núp ở một góc khác. Rồi sau đó mình hẳn xuống dưới ha. À, mình sẽ thủ sẵn cái phép đóng băng để nhỏ mà nó có chống cự là mình sẽ đóng băng nó liền. Vậy đi. Đóng băng nè. Mình đóng băng trước luôn. Rồi. Xong phim. Nhiệm vụ thành công. Đi thôi em rồng ơi. Trước khi mà nó băng tan. Ui. Rồng mình lũi xuống dưới chiến đấu với nó rồi. Đừng em ơi. Ui. Rồng mình nay sung vậy. Lẹ đi, nó bay lại nó đòi cái trứng giờ. À, ngươi định là đòi lại trứng hả? Ai cho ngươi đòi lại trứng? Đóng băng rồi. Chạy em ơi. Nó bị đóng băng rồi. Chạy. Chúng ta không thể đấu lại hai con rồng này đâu. Chuồn thôi. Ui, nó đang đi săn thịt heo kìa. Ok đây. Ôi. Ôi. Mình bị con rồng khác ám sát rồi. Nó đã thiêu cháy em rồng hai ra của mình rồi. Khốn kiếp thiệt. Người phải trả giá cho những gì mà người đã gây ra đối với rồng của ta.
Con rồng khốn kiếp. Nhận cái kết đi. Dám lao tét thiệt. Trời ơi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thiệt. Né rồng mà. Rồng bên kia thì gặp rồng bên này à. Sao mà đỡ được phải đó. Mình cũng hơi bị bất ngờ luôn á. Sau chuyến đi ngày hôm nay, phần thưởng của mình chỉ có được là Light Fury Elemental, cũng như là rồng Phượng Hoàng Xanh đó. Nhưng mà để có được những cái trứng rồng này thì mình phải rất là khó khăn á, đôi lúc còn bị cà khịa nữa cơ. Đồng thời thì mình cũng nhặt được một vật phẩm mình thấy trong tương lai nó sẽ rất là hữu ích, đó chính là cái mắt kiến, giúp mình có thể tìm được những sách phép nó dễ dàng hơn nè. Còn về việc tìm trứng rồng Night Fury, nếu mà sắp tới khó quá thì chắc mình sẽ sử dụng cái em Night Fury hiện tại của mình để cho em ấy đổi thành dạng lửa hoặc nước á, một trong hai thôi. Tại vì mình đâu có nhiều trứng rồng để có những sự lựa chọn khác đâu. Và có thêm một sự lựa chọn phụ nữa, đó chính là mình sẽ lấy DNA của Night Fury để chúng ta tạo thành Night Fury xương, hoặc là Night Fury kết hợp với rồng Storm Falcon ha. Cũng hay, mình thấy ý tưởng đó cũng khá là hay đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.